Liên quan vụ hàng chục người trốn khỏi casino ở Campuchia bơi qua sông Bình Di để về Việt Nam, chiều ngày 20 tháng 8, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh An Giang ra quyết định tạm giữ hình sự hai đối tượng, gồm Nguyễn Thị Lệ, sinh năm 1980 và Lê Văn Danh, sinh năm 1988, cùng ngụ tại thị trấn Long Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang, về hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép. Cụ thể, lực lượng an ninh điều tra công an tỉnh An Giang phối hợp cùng công an huyện An Phú xác định, trong số hàng chục người trốn khỏi casino bên Campuchia bơi qua sông Bình Di để về Việt Nam, thì đối tượng Lệ cùng Danh đã đưa trót lọt 6 người xuất cảnh trái phép sang Campuchia vào trước đó. Tại cơ quan công an, bước đầu Lệ khai nhận, từ khoảng tháng 5 năm 2022, Lệ được một người đàn ông không rõ lai lịch yêu cầu tham gia đưa người xuất cảnh trái phép từ Việt Nam qua Campuchia. Sau đó Lệ liên hệ với Danh, tham gia rước khách xuất cảnh trở đến bến sông, bờ Việt Nam, giao cho Lệ đưa sang Campuchia. Theo thỏa thuận, khi đưa khách trót lọt qua Campuchia, Lệ và Danh được trả công 100.000 đồng một khách. Ngoài việc đưa 6 người khách trên xuất cảnh trái phép qua Campuchia, Lệ còn thừa nhận cùng Danh đưa trót lọt nhiều lần, nhiều đối tượng xuất cảnh trái phép qua Campuchia với mục đích làm việc tại casino. Hiện vụ việc đang được lực lượng an ninh điều tra công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý nghiêm theo pháp luật.